Xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Mình là The Gamer. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm chơi Minecraft. Minecraft sinh tồn. Thì mình nói các bạn rằng mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm để cho bạn bè. Ok. Series cho bạn bè. Ok. Đầu tiên, những thứ các bạn cần chính là một cái này, một cái ván sập gỗ. Đâu rồi? Những cái ván sập gỗ này đây các bạn. Block nào cũng được, các bạn chọn block nào cũng được. Mình chọn block gỗ to nhện. Một xô lava. Ok, cách làm đơn giản thôi, các bạn đập như thế này, xong bạn đổ ra đây đó. Như vậy thì người ta sẽ không biết các bạn đang làm cái gì. Tiếp theo các bạn đặt như đây một cốt gỗ. Làm thêm một thêm nữa. Mệt thật. Đặt như thế này. Khối gỗ thì nó sẽ bị cháy nên mình chọn sẽ người mình gói đá. Đặt như thế này. Lấy tờ nhẹ đặt như thế này. Và khi mà bước qua này. Thế này. Cho xa hơn chút. Nếu cái này bị lỗi thì mình sẽ làm cái khác. Khi bước vào. Ok, mình sẽ làm cái khác. Ủa sao chỗ này đã có nước? Vãi nồi. Đây. Cái gì vậy? Rồi.
tiếp theo các bạn cần redstone. Bạn đặt xung quanh. Và khi mà mình bước qua nhé, đây. Đấy. Đấy. Thế là xong. Đây. Đây là cái cách này các bạn. Bước qua này. Đấy, là nó sẽ mở ra. Này. Đấy. Chỉ cần bước vào redstone thôi này. Đấy. Thì rất là dễ cho. Ok, mình làm cái tập này ngắn thôi. Và hẹn gặp lại các bạn vào các tập theo nhé. Bye bye.